hôm nay là mình sẽ hát tiếng Việt. Em chọn bài Chitomi. Bài là tên là Đừng Yêu. Bài này là rất là khó, tại vì chị tụi mình hát rất là cao lắm. Tình mưa lớn để dần chân là tình yêu cần chi lúc xa. Bài này rất là nhiều câu có nhớ. Nghe bài này là 3 tháng rồi, trước khi thi Idol. Xong là em luôn luôn đọc khổ lời bài này, tại vì rất là khó nhưng mà em rất là thích. Trong cuộc phương giúp hiểu tất cả lời. Và Dương, Huyền, Trà My, Minh Chi, Nhi và giúp cho Phương biết phát ống. Mặn đắng. Dạ. Để cho nó người ta không nghe được chữ mặn thì người ta sẽ nghe thấy chữ đắng. Dạ. Tuần này tập trung là để nhớ lời, bởi vì hát tiếng Việt nên rất là lo lắng và sợ lắm, bởi vì quên là lời là chết. Em sẽ cố gắng tập nhiều vào bài này cho chị tụi mình vui. Người về nơi ấy buông lời, tôi vòng tay anh chỉ mong lời mặn đắng sao không thể nói trong cơn cau. Em phải ký ức vào quá khứ, ai hãy xin mai lời tha thứ. Ta chọn lời gì ngay từ giã khi yêu thương xa vào tầm tay. Tim mượt nở tay gian chẳng là tìm tình yêu cần chi đúng sai. Dù người dài cuộc đời ngân hơn những gì ta thường quên, người đã đi đông quay trở về, mình đã đi đứng trao ước thề. But you did it, baby. Từng yêu khi con tim đã nói lời chia ly, khi yêu thương sẽ không được gì. Trôi vội chân ngon sớm nhưng em sẽ không thể cùng ngã đôi. Xa nhau, xa nhau để thấy không buồn sâu. Dù khăn đau ngọn gió, em không cần xin người đừng yêu. Chúc mừng Janice Phương.
là tốt. Cái bài này sau khi em hát thì anh nghĩ là phải có cái tên là Hãy Yêu mới đúng. Hát như thế thì phải yêu thôi chứ đừng yêu làm sao được. Xin mời ba vị giám khảo đưa ra những lời nhận xét, mà trước tiên là chị Thu Minh này. Nói chung là yêu đó. Hay. Good. Xin con. Em phát âm tiếng Việt không đến nỗi tệ, đúng không? Khá hơn nhiều ca sĩ Việt Nam. Khá hơn nhiều ca sĩ Việt Nam, đúng như lời anh Quang Dũng. Tức là anh Quang Dũng nghe em hát mà anh Dũng hiểu được cái nội dung bài hát. Là đó là một sự thành công. Hiểu thật không? Là một sự thành công của em rồi. Mặc dù trong cái clip thì chị có thấy một số những cái chiêu trò mà anh Bằng Kiều bày cho em, là hát nuốt chữ làm sao, mà nuốt những cái chữ nào mà nó khó quá thì nuốt nhanh để mà hát cái chữ sau cho rõ hơn, đúng không? Thì chiêu trò này là thành công đấy. Và chị có lời ngợi khen em một điều, đó là cái sự thông minh của em khi xử lý bài. Em cũng biết rằng là quãng giọng của chị và quãng giọng của em nó khác nhau. Thì em và thật sự nó cũng những cái câu mà chị phiêu trong bài, trong cái quãng của chị á, thật sự nó nếu mà đúng với cái quãng đó thì nó cũng rất là khó thay đổi, bởi vì nó theo cái hòa âm nhất định nó là như vậy rồi. Đó là cái mà chị cố gắng mỗi lần mà chị hát một bài hát nào đó, chị dáng làm sao mà những người hát sau không hát lại được giống như chị. Nhưng em rất là thông minh khi em tìm cho mình một... em không cần phải hát giống chị, mà em tìm cho mình cái quãng đúng và đẹp đối với em. Và nó cũng vẫn đi theo những cái gì mà chị và nhạc sĩ đã xây dựng và muốn xây dựng cho cái bài hát này. Tuy nhiên ở hả? Em, mọi thứ nó đều rất là tự nhiên. Và chị chúc mừng em, có thể nói rằng là em có thể... Em đã thoát ra khỏi cái bóng của bản version chính. Xin cảm ơn chị. Và anh Dũng. Trước đây thì mọi người vẫn hay thắc mắc tại sao một cô gái Philippines ở sân khấu Việt Nam Idol. Thì hôm nay em đã cho chúng tôi thấy và khán giả thấy rằng em ở đây rất là xứng đáng, mà còn xứng đáng vô sâu hơn nữa. Và chương trình Việt Nam Idol cũng rất là hạnh diện khi có em. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rất là ngắn gọn. Cái bài hát của em á, anh hiểu. Và anh nghĩ á, em rất là thông minh, hoặc là cái người tư vấn cho em về bài hát rất là thông minh, chọn một cái bài hát thật ra nó không phải nhiều lời quá, tức là không bị ấm lời, tức là không bị nói bóng gió, khó hiểu này, nó trực diện. Và bài hát rất là tiết tấu, rất là mạnh mẽ. Thôi cho em nói một tí nhá. Bài này thực chất rất là khó hát. Cái đoạn đầu tiên á, cái piano á, đánh nghe như thế thôi nhưng nó rất là vào nhịp. Cho nhịp nên là nhịp lắm. Nếu vừa mà rồi là cũng hơi bị đó, ao hơn một chút xíu, nhưng mà chút, ok, nhưng mà it's fine. Không đáng kể. Nó không đáng kể. Nó khó thế nên bản thân em đôi lúc em cũng cố tình em hát ao luôn anh, bởi vì sao? Thật sự cái phần piano đó em phải khiếu nại Dương Khắc Linh một chút xíu là nó hơi bị khuôn khổ quá. Tiếc là chị không có ở đây để mà tư vấn cho em một chút xíu. Là mình sẽ tập với cả piano một chút gì đó nó theo, nó hòa với nhau nhiều hơn là nó quá khuôn khổ cho em. Đó, và chính vì cái khuôn khổ đó, nói thật nhé, may là ban nhạc đánh. Chứ còn nếu mà là hát cùng với đĩa đó, thì là nếu mà rớt ra là trôi luôn. Dạ. Và cái lời phần đầu tiên đó, nó khó lắm. Chính ra hát, anh có biết là những cái lần đầu tiên mà em thu bài hát này, em hát lẹo lưỡi rất là nhiều lần. Thật sự hát lẹo lưỡi rất là nhiều lần. Mà cô này cố là không phải là người Việt Nam gốc, mà cố hát được như thế, thì dành một tràng pháo tay cho cô. Wow. Xin con chị. Rồi bây giờ thì người tư vấn lên tiếng đi. Tôi thì tôi chả hiểu gì, nhưng mà tôi thấy hay. Tôi không cần, thế nó mới khó, thế nó mới hay. Hay là gì? Không cần hiểu mà vẫn thấy hay. Dạ. Đấy, cái vấn đề á, là nếu mà hiểu thấy hay là quá dễ, quá đơn giản rồi. Nhưng mà đây không cần hiểu mà vẫn thấy hay. Và một cái nữa, như chị Thu Minh cũng đã chia sẻ là em là một version khác với chị Thu Minh. Người ta sẽ không thấy bóng dáng Thu Minh ở trong đó, bởi vì chị Thu Minh nảy, chị Thu Minh cao cho treo veo, nhưng mà em thì lại bùng nổ theo kiểu khác. Em thiết tha, em bùng nổ đúng chỗ cần nổ. Cái đó là cái mà em thắng trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Văn Kiều.
Xin được cảm ơn anh, xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh và cả ngôn ngữ cơ thể của anh nữa. Rất là hấp dẫn ạ. Nếu mọi người thích biểu diễn của mình là subscribe và comment. Dạ. Cảm ơn. Thank you so much.